Đây lúc tung phèo quá. Năm nay cái khu này nè, thiếu nước rồi. Làm gì đủ nước nổi, tướng sao mà đủ được. Đứng bên hai cây luôn. Đang mang bông mà chết luôn. À, cây này bị gì đâu, nhìn có bị gì đâu mà tướng chết, hay thất chứ. Đây thì không bao giờ xảy được. Nó vẫn bị cháy lá hả chú ha? Năm nay khắc nghiệt quá. Không đủ nước, có ngày nào tưới không đủ. Con thấy suối là nó cũng muốn khô nước luôn mà. Tại cái vườn mình là nhiều trái rồi chứ. Ổn. Ai dám nói ít nữa. Ví dụ mình tới từ hôm sổ nhị tới giờ là được bao lâu chú? Hơn tháng. Hơn tháng. Cái chỗ này còn chú thủ năm nay lúc tung phèo quá. À, con thấy nó quá nhiều cổ bông luôn á. Chỗ này 2-3 cổ. 2-3 cổ trên cây cũng có luôn. 2-3 cổ luôn. Giờ đang đi treo cành trước. Đấy, đang treo cành. Cái được treo rồi, cứ treo giết chứ. Đấy, cái nhỏ này mới chơi cây nhỏ nhá. Cây nhỏ ở đấy, chẳng được. 2-3 cỡ dây to dây nhỏ. Biết ở trên kia tùng là thí dụ cái dây nào đừng nọ gối nhau nha. Gối nhau lúc như buồn kia bọn buộc tức quá. Mãi bọn mày sang bên kia là con. Nhưng bằng nhẹ. Ừ. Tư thưa cứ tư thưa là được. Cành to rồi. Nó đang bị phấn hay bị rẹp gì hả chú? Phấn trắng, cái nó dễ mà. Phấn trắng hả? Năm nay cái khu này là thiếu nước rồi, là có khả năng á. Trên này là không phải đây cây này, vườn này thì không thiếu. Yeah. Nói chung mình tưới đủ nhưng mà nó so với năm là không mưa. Làm gì đủ nước nổi, mình tưới sao mà đủ được. Dạ. Yeah. Năm nay mưa tới trễ này. Ui. Trên này nhà nhông nó đang tưới mình đâu dám nổ. Nổ hết nước người ta mang tiếng. Bước này xuống cái tua này cũng được. Dạ, yeah. Cái này cái cỡ này. Chết đứng bên hai cây luôn. Chết đứng thẳng cả hai cây. Chết hả vô? Đây, có bông này thế nên có trái thế nên ngảo đây. Nóng quá ai chả hiểu nổi. À. Cái này bị gốc không biết, bố nó chết thì chết, sao giờ. Đang mang bông mà chết luôn. Chết đi, chết đi. À, cây này bị gì đâu, nhìn có bị gì đâu mà tưởng chết, hay thất chứ. Chết. Hôm bữa là nó chết từ trên chết xuống hay là chết sao vô? Biết. Đang ngồi ở trên kia một cây nữa. À. Đang trái đồ khổ đứng luôn. Chết sao giờ. Rồi. Năm nay nắng quá ai không biết. À. Mình không biết được. Còn chết thì chịu thôi. Trời làm chịu đúng không? Dạ. Năm nay chú đánh giá cái lượng bông năm nay sao? Với mọi năm? Vẫn như ngoái mà. Vẫn như ngoái. Trông vậy nhưng mà nó mới xả nhị vậy, nhưng mai mốt nó cũng đủ trái. Dạ. Trung bình một cây mình lấy khoảng nhiêu trái chú? Cây cỡ này? Cây tạ mấy hai tạ tùy theo. Tạ mấy hai tạ? Năm nay khó lắm. Hay là mày nắng người ta sợ cái tưới nước thì nó đi đọt. Cây này trông vậy nhưng mà nó vẫn ẩm, cây này không tưới nhưng mà ẩm nha. Trông vẫn ẩm chứ không có tưới qua mà. Người ta tưới thì sợ đi đọt mà, không tưới thì sợ cháy lá. Đây thì không bao giờ sợ đi đọt. Nè. Đây mình có đọt đâu mà ăn. Do rèn hết năm nay cũng ngu như năm ngoái rồi. Nó là khôn tí rồi. Càng làm càng có kinh nghiệm hơn rồi. Không nói tại vì nó xả nhị mình cường tưởng vậy nhưng mà trái không thiếu đâu phải không? Không thiếu. Ui suốt trời trái mà lũ khổ luôn á. Đi theo bên kia nhìn mình mê này khúc này đã đi dinh dưỡng được chưa chú? Chưa. Một tháng sau khi sổ nhị đây năm nay thì hai tháng rưỡi chú mới tháng rưỡi mới đổ thúc trái đâu chưa? Bắt đầu bỏ phân. Năm ngoái chú sợ nhẹ này, năm nay chú xịt trước rồi, giờ này đâu thấy nhẹ nữa ha. Vừa xịt rồi, cái này vừa này vừa xịt, bên kia xịt 2 lần rồi. Yeah. Cái này rồi. Chắc phải một tháng nữa lên mới thấy trái nó đu nhiều. Bên này nó sẽ chậm. Dạ, yeah, bên này chưa. Không gì thì trái đã đủ. Nó vẫn bị cháy lá hả chú ha? Cháy, bên kia nó cháy mất mười mấy cây ạ. Yeah. Nắng quá mà. Người còn khô. Năm nay khắc nghiệt quá. Nhưng cái này thì xịt sâu, sâu, tại vì chú chưa em xịt thuốc sâu. Này chú chơi thuốc gì? Chưa xịt cái gì luôn. Mới hai lần bo. Hai lần bo? À mới một lần, bên này mới một lần. Bên kia hai. À. Bo là trước khi sổ nhị hay là sau sổ nhị? Vừa mới sổ nhị xong được, bắt đầu vừa sổ xong rồi chú xịt bo. Bo canxi vừa xịt. Bo canxi lúc mà sổ nhị xong. À, còn sang bên kia là trái như này hết rồi. Thái á. Cái này cái gì? Thái là thả trước bên này luôn. Chi thả còn thả sau. Thái thả trước. Bên kia nhỏ. Nhiều quá. Vậy năm nay có đi tỉa trái gì không chú? Tỉa chứ, nó chuyển tí răng đinh tỉa nữa hả? Nó vẫn tự nó rụng ha. Chụm kẹp chứ. Bên kia nó như toàn như thế không rồi chứ.
Này là đi tỉa mấy đợt rồi được chú? Ba hai ba đợt, năm ngoái thì hai, năm ngoái thì ít. Tỉa hai ba lần. Hai ba lần. Sổ nhị xong 10-15 ngày. Tại vì cái này bây giờ trong cây nó lớn, nó nhìn trái nó nhiều nhưng mình không có, nó chưa có rõ trái. Yeah. Nó xả nhị, mới xả nhị nó nhỏ. Trời, tháng, hai tháng nữa là nó lên. Đâu, cái này tháng nó nhìn to lắm. Đủ khủ rồi. Cây này nhiều trái lắm chứ đâu thiếu được. Trông nó khủng khiếp luôn chứ, cây nào mà nó như này nó rộ, nó lộ trái rồi. Yeah. Nhiều lắm chứ, người dẫn đâu. Khúc này là mình đã tưới tràn chưa chú? Sao? Tưới nước tràn chưa? Có nước đâu mà tưới. À, nó bây giờ mình tưới ngày nghỉ ngày à? Không đủ nước chứ, có ngày nào cũng tưới không đủ. Không chăm, không có nước đâu mà tưới luôn. Không có nước tưới. Bơm ngoài máy ngoài suối lớn về nhờ bên nó sang. Con thấy suối này nó cũng muốn khô nước luôn mà. Quá kinh khủng luôn. Dân trong này nó ra cả mấy cây số nó bơm ra. Ở bên đây người ta trồng nhiều quá, thành ra người ta trữ nước không. Không thấy nhện nhiều. Lơ sơ sơ mấy lá bị nhện này chứ không có nhiều. Không. Năm ngoái thì mới nhiều. Mới xịt tổng. Dạ. Vừa kêu đứng vừa xịt tổng. Rút kinh nghiệm năm ngoái. Cái này cây khô ở yếu quá. Thái hơi yếu. Tiếp là mấy cây. Để đi chạy mệt lắm. Nhưng mấy cây này giờ nó mới sổ nhị. Không, như mấy cây sổ nhị là mấy mốt chú bỏ. Tại vì loại thành nhị là dư hết rồi. Dạ. Trông vậy nhiều lắm chứ. Mỗi cây này mấy trăm trải một cảnh. Nhiều kinh khủng quá. Vậy chắc là chú lấy cái cỡ như ngón cái, ngón cái nó nhìn kìa, mà nó nhìn nó như sung luôn, sung sao nó vậy luôn chứ. Yeah. Không, trên cành nào vậy, nói chung là năm nay ra cũng được, cũng lên nỗi. Nhưng mỗi dụng là đầu cành, gì là vậy. Đó. Ngoài, vẫn là ngoài đầu cành nhiều. Thế đa số năm nào thì thế, đầu cành nhìn sai lắm chứ. Yeah. Cái đầu cành nên là giờ anh đi tranh thủ đi cột hết lên. Đấy, bây giờ cho cột thêm hết. Yeah, cột thêm những cái đấy cột bên kia chú cột hết 40 cục 40 quặn, mỗi 140-160 cục rồi đó. 160 cục một vườn này nè. Wow. Bên đó đã bên mà. Này vườn này là 40-16 cục rồi đó. À, một cuộn là bao nhiêu mét chú? Một đâu một cục quặn của nó là một tạ 180 kg là một cục. À. Nó bốn cái chập một là một cục đó. Yeah, có một cục này có 25 kg à? 25 kg. Mà đây là hôm hai thằng này cột là hết là bốn cục 40-16 20 cục rồi đó mỗi cột. Và đây cho lấy một cục đó bao nhiêu tiền? Cục dây á? Chú mua muối có 20.000 kg này. 20.000 kg. Một cục là 2 triệu mấy. Một tạ, tháng này một tạ để mấy. Hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu. À. Trái nó không có thiếu đâu. Trái nhiều, nó ra nhiều, mất công đi tỉa lại. Tỉa ai tỉa, cái này mới vặt vẹo trái đấy. Đây cái vườn mình là nhiều trái rồi chứ. Ổn. Ai dám nói ít nữa. Qua thằng Tuấn Cường nó vào, nó phải vào. Đang tính nó kêu mai mốt lấy thuốc nó xịt. À, nó bị phấn trắng đó chú ha. Trắng dễ mà cái này không bị dẹp sao đâu. À, nó bị phấn trắng. Hôm qua nó vào nó bỏ cái này quẹt cái nó hết rồi. Cái đó mình xài gì chú? Sâu sơ sơ hết hả? Sâu sơ sơ hả? Tí nó sang cây bên kia chú coi, đơn sơ nó nọ có xịt đâu mà xịt sơ sơ nó bo được hết. À, vậy ra nó có đầu ảnh hưởng gì lắm hả chú ha? Trái bằng này mà bỏ phân này thì ngon hơn. À, trái cửa này mới bắt đầu vô phân. Không vội, mới cho nó ăn được bao nhiêu đâu mà. Gì đây, ổn chứ mà chứ. Tại thường là người ta là sổ nhị 10-15 ngày người ta đi phân được một rồi. Không, đây không. Còn chú là đợi trái phải như là cái nắm tay ha. Mới mốt là chú tưới xong là tưới đậm cá luôn đấy. Dạ. Tưới đậm cá là mấy bây giờ tưới qua máy hết chứ không có tưới nữa. Tưới qua hệ thống tự động hết luôn. Tự động hết. Nếu tự động mình lại chơi cách khác không gì, chơi 7 dưới, chơi qua phi. Chơi qua phi. Chơi lấy tí xuống ngó coi kìa. Dạ. Máy giờ mình qua vườn bên kia hả? Ừ. Qua chỗ có máy tí không qua không được. Dạ dạ. Máy phần tự động ấy. Đây đi chạy xuống cái chỗ máy tự động đó ha. Đưa chú coi phi mà đơn giản lắm, làm rất đơn giản. Dạ. Chứ ai mà làm kỹ được. Nó rảnh chứ, nó đúng là không phải rảnh, không tắt máy chứ, nếu mà không tắt máy là không đi được.